cảm gì vậy? Bà tưởng mới là công chúa bong bóng hả? Trời ơi, ngồi ngoài đường mà làm dáng thấy ghê thiệt á. Người ta đẹp tao làm không sao, mặt bà thấy gớm mà làm thấy ghê. Kệ người ta đi. Ăn đi. Ê, sao buôn bán mà nói giọng âm trì địa ngục, cửa đó ai dám ăn cả. Chào quý khán giả, Luật đang ở trong phim trường, đang trong một công viên để quay cái cảnh những cảnh cuối cùng của cái phim Nhật Ký, một bộ phim rất đáng xem, bộ phim phải nói là sẽ đem tới cho quý vị rất là nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, hồi hộp có, và đặc biệt là sẽ có những cái tình huống mà quý vị sẽ cười ra nước mắt. Cái hung dữ này nè, rối rồi má anh lưu anh nè. Ủa, tôi quýnh mày luôn hả? Tao thích mày á. Mày quýnh tao. Quýnh mày đó. Quýnh lại mày đó. Mày quýnh tao. Xì luôn. Xì luôn. Ê, trời ơi, oppa gì muốn ăn ké mà phải chơi chó hả? Chọc chó má ơi, chơi chó là gì? Ờ. Ê mà sao thèm khơi không nói mình mua cho ăn? Thấy ghê quá. Vậy là mày không biết rồi. Oppa, từ xưa tới giờ đâu bao giờ ăn khế. Đang ăn kìa, không thấy hả? Otake, 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 otake. Có khi nào nói đi má, sao tự nhiên không nói làm thinh vậy? Trời ơi, tao tưởng mày hiểu luôn á. Hiểu bà nội mày chứ hiểu. Trời đất ơi, tự nhiên ách kê ách kê, có khi nào đứng nhìn nhau nửa tiếng vậy? Không phải, cái này là cái tiếng Hàn Quốc, tao chưa có soạn ra được. Mày nói tiếng gì giùm tao được không? Hả? Tiếng Hàn Quốc mà biết có ba câu thôi. Ách kê chín cha chín cha, ôbô 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 thôi hà. Còn nữa mày. Còn gì? Sao đang hay vô? Tao giả ăn cái vô mặt giờ bánh bèo điệu.